đứng lại. Bà là ai? Mẹ là mẹ của con đây mà. Mẹ, bà đứng lại. Bà nói chuyện với các con một tí thôi. Con đây đây. Về nhà đi. Cho mẹ vào nhà nhé. Cho con ngồi lên này, con ngồi lên này. Đây, đây bác nhá. Coi cháu cho em nhé, là dãy là cỏ sân này nó nhanh mọc thật đấy chị nhỉ? Ừ. Đấy ấy thôi nó mọc. Ừ. Nhường cuối gì? Mới phát được dãy được mấy hôm. Đấy bác trông cháu bác đùa. Hư lắm, tạp khóc nghè thôi. Con buồn ngủ á? Con ở với bác nhá. Con ở với bác cho mẹ dãy vườn nhá, dãy sân này nhá. Con ơi. Con. Con phải thu không con? Bà đứng lại. Bà là ai? Con. Mẹ là mẹ của con đây mà, mẹ sau của con đây. Tôi không có mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ tôi đã bỏ tôi đi từ lâu rồi. Mẹ hối hận lắm rồi, mẹ xin lỗi con. Tôi không có mẹ, bà đứng lại. Mẹ tôi đã bỏ tôi đi từ lâu rồi. Giờ bà mới về tìm tôi làm gì? Tôi không có mẹ. Mẹ hối hận lắm rồi con ơi. Cho mẹ xin lỗi. Bà không phải giải thích nữa. Bà đã bỏ chị em tôi với bố tôi đi một hai chục năm nay rồi. Giờ bà mới quay lại nhận tôi. Giờ mẹ phải làm sao đây con ơi? Cho mẹ xin lỗi. Bà không có lỗi lầm gì cả. Bà đi bà bỏ mẹ con, bỏ bố con tôi. Bây giờ bà mới mấy năm nay rồi, giờ bà mới về tìm con. Mẹ xin lỗi. Bà đứng lại. Cho mẹ xin. Bà đứng lại. Con ơi, mẹ cùng con nói khổ riêng cho nên mẹ mới bỏ chúng con, bố con chúng con đi. Mẹ đừng nói nữa. Bà có biết không? Năm tôi 12 tuổi, bà nói với chị em tôi, con ở nhà ngoan nghe lời bố.
mẹ hãy đi kiếm tiền để về nuôi các con. Mà đến bây giờ các con lớn khôn thì xây dựng gia đình rồi, bà mới quay trở lại tìm tôi. Bà quay trở lại tìm tôi làm gì? Bà đi đây. Con ơi, sao mẹ xin lỗi. Lúc đấy mẹ nghĩ không thông. Lúc đấy mẹ cứ nghĩ rằng mẹ đi ra đi vì cả gia cảnh nhà mình kia khó quá, vất vả quá, mẹ ra đi. Không ngờ mẹ không thể về được. Cho mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi các con. Bà không có một tin tức gì cho bố con tôi cả. Bây giờ bố tôi đã qua đời rồi, chị em tôi đã xây dựng gia đình hết rồi. Giờ bà mới quay trở. Em xin lỗi bố con anh. Còn em đã lúc này bà mới về. Bà còn biết là chúng tôi khổ sở như thế nào không? Hãy cho mẹ vào nhà với các con. Thôi. Cho mẹ thắp nến nhang cho bố con. Bà đi đây. Bà đứng lại, bà đi đi. Bà đừng quay trở lại tìm mẹ con, bố con tôi nữa. Mẹ ân hận quá con ơi. Bà con đi ơi, con ơi hãy nói với em con cho mẹ ở lại. Bà đi con đi. Mẹ xin bà lỗi. Quay trở lại nữa. Bà biết chị em tôi khổ sở thế nào không? Sau khi bà bỏ đi từng mấy năm, không một tin tức gì cho mẹ, cho chị em tôi và bố tôi cả. Mẹ biết rồi, mẹ rất sai rồi, mẹ quá sai rồi. Mẹ xin lỗi các con, mẹ sai lắm rồi. Bây giờ hoàn cảnh của mẹ cũng không được thoải mái. Con ơi, hôm nay mẹ con có thể về đây thăm con là một cái may mắn của mẹ rồi. Cho mẹ vào nhà. Bà đi đi. Bà đừng về đây tìm chị em tôi làm gì nữa. Bà đừng về đây làm gì nữa, chị ơi đi vào nhà. Mẹ xin đi, con. Cho mẹ vào nhà với các con mà. Bà đứng lại, bà đi đi. Cho mẹ vào nhà nói chuyện với các con một tí thôi. Không, bà đi đi, bà con... đừng vào nhà gì cả. Mẹ đã có cháu rồi. Cho mẹ vào nhà một tí. Bà đi đi. Con. Bà đi đi. Con, cho mẹ vào nhà mà. Bà đi đi. Bà đi đi. Bà đừng về đây khóc lóc làm gì nữa. Bây giờ mẹ phải làm sao để có con tha thứ cho mẹ đây con ơi. Bà biết làm sao, bà bỏ mẹ con tôi, bố con tôi từng mấy năm không một tin tức gì cả. Mẹ xin lỗi mà, cho mẹ xin lỗi mà. Bà biết mẹ con tôi, bố con tôi với lại chị em tôi vất vả như thế nào không? Cho mẹ vào nhà đi, mở cửa cho mẹ vào nhà đi. Bà đi đi, tôi là bảo bà đi là bà đi đi. Cho mẹ vào nhà nói chuyện để mẹ giải thích cho con hiểu mà con. Tôi không có một người mẹ như thế. Bà đi đi. Tôi mẹ nhớ nghĩ các là con bà sẽ về tìm tôi. Mẹ nhớ các con lắm, cho mẹ vào nhà để mẹ nói chuyện với các con một tí thôi. Bà bỏ bố cho con tôi mà. Bà bỏ bố con tôi đi. Giờ mấy năm nay rồi. Mẹ biết rồi, mẹ biết nói rồi. Giờ bà mới quay trở lại thì quá muộn rồi. Cho mẹ vào nhà một tí con ơi. Mẹ biết nói rồi. Bà đi đi. Cho mẹ vào yêu cháu và mẹ một tí cơ. Bà đi đi. Anh ơi, em xin lỗi. Anh đã bỏ mẹ và con em đi rồi à. Mấy chừng năm nay bà không có một lời liên lạc gì đến bố con tôi cả. Con đời. Lúc nào tôi cũng mong ngóng chờ bà quay trở lại. Bây giờ mẹ đến thăm con được rồi con ơi. Mẹ nói là mẹ đi làm ăn một vài năm thôi mẹ sẽ về với các con. Lúc nào chị em tôi cũng ở nhà mong chờ bà trở về. Con ơi, cho mẹ vào nhà đi con. Con ơi, mẹ cũng có nỗi khổ riêng của mình con ơi. Cho mẹ vào nhà với con, với cháu của mẹ con ơi. Không có mẹ đâu, đi về nhà đi. Không có mẹ nữa rồi. Con ơi, mẹ cũng có mẹ, con cho mẹ giải thích, mẹ biết phải giải thích với ai.
Con ơi, cho mẹ vào nhà nhé. Cho mẹ vào nhà với con một tí nhé. Nhà không? Lâu lắm rồi mẹ, hôm nay mẹ mới có cơ hội đến thăm các con. Bà đi về đi. Mừng mỏi bà bao nhiêu năm. Đến bây giờ được ngon một nay từng năm rồi bà mới quay trở lại. Bà đi đi. Không có bà chị em tôi vẫn sống tốt. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Cho mẹ vào nhà với con một tí nào con. Không. Con là... Không mà đi là... Con ừ, con cho mẹ vào nhà một tí. Tôi không bao giờ có một người mẹ như thế này cả. Bà đi. Không phải đâu. Bà nói bà đi làm ăn, đi kiếm tiền để đi về cho chị em mẹ tôi đi. Được học hành. Không phải đâu. Vậy mà bà đi biến tích mấy chục năm nay. Biết bà biết chị em tôi khổ sở thế nào không? Không phải đâu. Nên bây giờ bà mới quay trở lại tìm thì quá muộn rồi. Rồi rồi, được rồi, mẹ xin lỗi con. Vậy nếu con không cho mẹ vào nhà được, vậy con khi nào con bình tĩnh lại mẹ sẽ đến thăm các con sau nhá. Mẹ đi đây. Mẹ. Con. Mẹ đừng đi nữa. Mẹ xin lỗi. Con đã thật sự cho mẹ rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn các con của mẹ. Con ơi, cho mẹ xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ đi vào nhà. Rồi rồi, mẹ đi vào nhà với các con. Con cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn các con đã cho mẹ vào nhà và được sum họp với các con. Con mẹ cảm ơn lắm. Cháu của mẹ, cháu của bà. Cho bà yêu cháu một tí. Ơi thương quá, ơi thương quá. Làm sao? Mẹ đi bao nhiêu năm mà bảo các con ở nhà mà đến bây giờ mẹ mới quay trở lại. Con mẹ cũng khổ lắm. Mẹ lúc đấy mẹ bảo để đi làm kiếm tiền để chăm lo cho gia đình mình. Nhưng khi đi ra bến xe rồi có người bảo mẹ là đi theo bác ấy để bác có công việc để làm, nhưng mà không ngờ mẹ lên xe rồi đã bị người ta dùng thuốc mê thì mẹ không biết gì hết. Các con ở nhà lúc nào cũng mong ngóng ra ngóng vào để chờ đợi mẹ về. Mà cũng chẳng thấy mẹ về. Một tin tức của mẹ cũng không có. Mẹ nghĩ đến cái giai đoạn này, xa cờ lỡ bước sang đến Trung Quốc, mẹ không biết tiếng, mẹ không biết nói chút cái gì hết. Mẹ người ta đánh đập mẹ sợ lắm rồi con ơi. Cả một lá thư mẹ cũng không viết về cho bố con. Con ơi, mẹ đã làm trâu làm ngựa để làm thuê cho người ta làm những làm ô xin, nhưng mà người ta không tôn trọng đâu. Nhưng mà rất may có một hôm mẹ đi ra chợ và được có một người Việt Nam nhìn thấy mẹ và được biết nói chuyện với mẹ. Và ông ấy đã cứu mẹ ra khỏi cái chỗ đấy con ạ. Và bác ấy cũng đã đem lòng mến mộ mẹ, nên bác ấy đã cứu mang mẹ và của mẹ với bác ấy đã xây dựng một gia đình làm ăn ở bên đấy. Nhưng mà cuộc sống không được dư giả lắm đâu con ạ. Mẹ đã có bố con ở nhà rồi, sao mẹ vẫn còn phải lập gia đình? Nhưng con phải hiểu rằng ở bên xứ người người ta lúc đấy mẹ không biết nương tựa vào ai hết, về cũng không về được, rất là khổ, rất là khó khăn.
Cho nên mẹ đã nhắm mắt, đã xây dựng gia đình với bác ấy ở bên Trung Quốc. Mãi về sau này mẹ mới có cơ hội để về Việt Nam và đến nhà, về quê hương mình để thăm các con. Nhưng không ngờ bố con đã ra đi vĩnh viễn, không thể gặp lại. Bà bỏ đi bao nhiêu năm, bà biết bố con vất vả thế nào không? Con ơi, cho mẹ xin lỗi các con. Cho mẹ xin lỗi các con nhiều lắm. Thôi mẹ nín đi, mẹ đừng khóc nữa. Thôi mẹ đừng khóc nữa. Mẹ còn sống, còn quay trở lại thăm các con là tốt lắm rồi. Mọi chuyện đã như thế rồi thì thôi, mẹ đừng nhắc lại làm gì nữa. Ừ. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ. Mẹ nín thì mẹ không khóc nữa. Mẹ cảm ơn con nhé. May mắn là được con vẫn còn khỏe mạnh. Cảm ơn con. À, mẹ thu con ngủ. Mẹ thu con ngủ. Rồi mẹ không khóc nữa. Mẹ nín đi. Thế mà con à, thế chồng con đâu rồi? Chồng con có nhà riêng của chồng con rồi mẹ. Chồng con có người tình ở bên ngoài nên là con ly thân rồi, con ra đây con khác ở. Ôi ôi, sao lại dân gian nông nỗi thế con? Anh ấy có bồ ở bên ngoài nên là con với anh ấy cãi nhau nên là con ra đây khác ở, con ly thân với anh ấy. Ôi khổ con gái tôi quá. Thế tí ăn cơm, mẹ con mình ăn cơm xong là con phải đưa mẹ đi xem tận nhà cho thằng chồng con của con cho mẹ xem nhá. Không cần đâu mẹ, để anh ấy đi ạ. Vậy thì không được. Tí nữa ăn cơm xong bắt buộc con phải đưa mẹ đi đến tận nhà nó để xem là nó như thế nào, là để nó lại đối xử với con gái của mẹ như thế. Không ổn đâu, như thế là không ổn đâu. Bây giờ còn con còn nhỏ nữa, như thế thì một mình con làm sao mà chăm sóc được con? Con vẫn cứ bình thường, chăm sóc được bình thường. Mẹ con bây giờ con không nghĩ gì đến kệ anh. Lâu lâu anh ấy cũng vẫn ra đây thăm con. Lâu lâu thì anh cũng mang đồ, mang giếc ra. Nhưng mà anh cũng nói là tha thứ cho anh ấy, bảo mẹ con quay trở lại. Nhưng mà con không quay trở lại đâu mẹ. Thôi mẹ, kệ anh đấy đi. Vì anh ấy bây giờ anh ấy cũng biết hối hận rồi mẹ. Bởi vì người tình anh ấy phản bội anh đấy. Mang bầu thì không phải con của anh đấy. Bây giờ người tình anh ấy phản bội anh đấy thì anh ấy đã đuổi người tình anh đi rồi. Anh ấy ra đây anh cũng năn nỉ cho hai mẹ con quay trở lại. Nhưng mà mỗi một lần anh ra thì mẹ chồng lúc nào cũng ra theo sau chửi con rồi bảo không cho anh ấy ra. Rồi bảo con là không được quay trở lại với anh đấy. Còn buổi bây giờ còn có cái thể loại mẹ chồng như thế cơ á? Dạ vâng ạ, bà bảo là không muốn con cái mình hạnh phúc à? Muốn con trai bà đi lấy người mới để có con trai nối dõi tông đường cho bà ấy. Con đây thì đẻ con gái. Cái gì? Con nói gì? Bây giờ hiện tại bây giờ vẫn còn có cái cỡ mẹ chồng mà là đuổi con dâu không được cho con dâu với con trai mình được sống hạnh phúc à? Sao vậy thành thế? Thế thì không được, tí nữa với mẹ đi gặp dẫn bà gặp bà ta xem nó như thế nào, bà ấy là cái kiểu gì như thế này. Mẹ kệ bà đi, dù bà như thế nào con vẫn coi mẹ bà ấy như là một người mẹ chồng thôi con.
lá ấm mẹ thế á. Thế thì không ổn đâu. Ổn đâu. Các con của mẹ đã sống khổ sở như thế rồi, còn có một bà mẹ chồng đáng lẽ là phải yêu thương con dâu con cái ở trong nhà đi, sao sao lại hành hạ con dâu con gái của tôi như thế. Tí nữa con không chịu được, tí nữa con phải đưa mẹ đi để nói chuyện với bà ta như thế nào đã nhá. Vâng. Thôi mẹ, không phải làm to chuyện nữa. Con bây giờ con sống như thế này con cũng thấy dễ dàng hơn. Nhưng mà mẹ con cảm thấy không ổn lắm. Vì bây giờ hai đứa cũng con cũng đã có suy nghĩ là hàn gắn lại rồi. Nhưng mà mẹ chồng vẫn cứ cấm đoán như thế là không được. Tí nữa bắt buộc phải con phải đưa mẹ đi đến tận nhà mẹ chồng con để cho mẹ nói chuyện với mẹ chồng con một tí. Thôi mẹ, thế không được đâu. Không phải đi nữa đâu. Vì hạnh phúc của con gái mẹ, mẹ không thể chịu đựng được như thế. Bây giờ con, chị em con ở như thế này con mái hơn mẹ. Vâng, mẹ biết là như thế. Nếu mà... con về đấy mẹ chồng lúc nào cũng bênh con trai, lúc nào cũng hát hủ con. Còn anh ấy thì lúc nào cũng rượu chè bê tha, về nhà đánh chửi mẹ con. Con thấy ở như thế con thấy chán lắm, con muốn tự lập. Nhưng mà mẹ thấy con khổ quá. Biết là sống một mình thì cũng là một cách tự lập riêng, nhưng mà con còn nhỏ. Không một, sao đâu mẹ. Có một chị gái tàn tật như thế nữa thì con bây cũng giờ, rất là khổ. Bây giờ chị có chị đây ra ở với con trông nom cháu cho con rồi con cũng đỡ thì bao nhiêu. Mẹ đi lấy chồng mới họ có thương yêu mẹ không ạ? Ừ, thì trải qua trong một cái thời gian rất là khó khăn như thế, mẹ đã gặp được bác ấy. Thì cũng, bác ấy cũng yêu thương mẹ, cũng sống được mấy năm nay cũng hạnh phúc, hòa thuận. Nhưng mà kinh tế cũng khó khăn lắm con ạ. Ở chỗ đất chật người đông cũng làm ăn khó khăn lắm, cũng không được may mắn. Mẹ chỗ mẹ cũng khó lắm, không được may mắn như người ta. Dạ vâng. Mẹ ơi, mẹ lấy trứng với gia vị xuống cho con với ạ. Ngày xưa mẹ gặp bố con ấy thì như thế nào ạ? Năm ấy mẹ ba nhiêu tuổi rồi ạ? Thì lúc đấy thì mẹ cũng còn trẻ lắm, có 16, 17 tuổi thôi, cũng không biết suy nghĩ gì con ạ. Nên là lúc cưới về rồi thì mới biết mặt bố con. Ở với nhau được có mấy năm, xong là có các con, xong là gia cảnh nhà mình ấy rất là nghèo, khốn khó lắm, nên mẹ mới đi làm ăn để trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà không ngờ đâu mẹ lại bị lừa và bán sang Trung Quốc, rất là khó khăn. Cho nên là mới xảy ra những cơ sự như thế. Mẹ cũng thấy có lỗi lắm, có lỗi với bố con và các con lắm. Nhưng mà không ngờ lần này về cũng không được gặp bố các con.
Mẹ rất là ân hận nhưng mà lúc đấy cuộc sống của mẹ, mẹ không được nghĩ được chín chắn như bây giờ. Con cũng vất vả nuôi nấng các con nên người cũng mong mỏi mẹ trở về, và lúc nào cũng chả thấy đâu. Mẹ biết mà, lúc đó mẹ cũng mệt, cũng khó khăn lắm. Lúc đấy mẹ đúng đã bị lừa bán đi rồi ấy. Mẹ nhớ, mẹ khóc nhiều lắm. Biết là gia cảnh nhà mình có các con với bố con là mong mẹ từng giây từng phút. Nhưng mà lúc đấy không thể về được, không thể có thư từ nào rồi có thể lọt sang về Việt Nam được con ạ. Bố con cũng cứ chờ đợi mẹ trở về, nên bố con cũng không lập gia đình, cũng không lấy thêm ai. Một thời gian bố Lâm bệnh nặng, bố đã qua đời. Đến lúc đấy ba chị em con, ba anh chị em con gắng lương tựa vào nhau sống. Anh trai con thì lấy được một người chị dâu, chị ấy cũng sống giống như mẹ chồng của con ấy. Thì con bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, con quay trở lại ngôi nhà cũ của bố con. Thì anh chị đi làm xa về, anh trai cũng nghe chị dâu cũng đuổi mẹ con ra khỏi nhà không cho ở. Ôi trời ơi, còn thế nữa. Vâng ạ. Con gái mẹ khổ quá. Mẹ biết cách thế nào được đi. Mẹ đặt cái này lên cho con. Mẹ ăn cơm đi ạ, chị ăn cơm đi ạ. Con đút cho cháu nó ăn mấy gì. Vâng. Đây 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 của con. Vâng, mẹ cứ ăn đi. Ăn, các con ăn đi. Dạ vâng, cơm thì chị ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi, hôm nay mới được mẹ mới được ngồi ăn cơm cùng các con, gia đình mình. Dạ vâng ạ. Bữa cơm gia đình ngon quá. Đây, con ăn này. Không làm như thế. Bữa cơm hôm nay có mẹ về ăn cơm với chị, có thấy vui không chị? Vui nhỉ con nhỉ. Vâng. Hôm nay mẹ sẽ có con rồi. Để mẹ được ăn cơm với các con nhiều hơn nhé. Vâng. Lâu lắm rồi mẹ cũng không được ngồi mâm, ngồi ăn cơm với các con như vậy. Vâng. Ngon lắm các con ơi. Vâng. Lâu lắm rồi cái hương vị này mẹ mới được nếm lại đấy, ngon lắm. Vâng. Rất là ngon. Lắm rồi con cũng không làm món này. Hôm nay có mẹ về, được mẹ làm cho bọn con ăn, con cũng thấy ngon rất lắm. Ngon. Ăn ngon. Ăn nhé. Ừ. Con cũng phải luôn khỏe mạnh nhé. Vâng. Ngon lắm, hôm nay được ngồi với các con ngon lắm. Ừ. Vui.